Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 10 tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Levadne ở Zabrizia. Tuyên bố được đưa ra sau khi Kiev cảnh báo về khả năng Nga sẽ tăng cường tấn công tỉnh Zabrizia bên cạnh các hoạt động ở Donbass. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK cũng xác nhận quân đội Nga đã nối lại các hoạt động tấn công ở danh giới Donetsk-Zabrizia và đạt được một số thành công về mặt chiến thuật. Tuy nhiên những nỗ lực này bị hạn chế chỉ mang lại một số thành công chiến thuật nhỏ isvk yes, nhận định đây dường như không phải là một phần của nỗ lực tấn công tác chiến quy mô lớn cũng không phải là kết quả của bước đột phá đột ngột có khả năng lực lượng nga đang khuấy động tình hình ở phía nam để chuyển hướng sự chú ý của ukraine khỏi các hoạt động tấn công chính của nga ở donetsk từ đó giúp kìm chân quân đội ukraine dọc theo mặt trận phía nam và ngăn họ tái triển khai để hỗ trợ phòng thủ ở donetsk đồng quan điểm vladislav volosin người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền nam bác bỏ thông tin cho rằng Nga đã phát động một chiến dịch lớn vào khu vực này, cho rằng Nga chỉ đang thực hiện các cuộc tấn công cục bộ. Khi được hỏi về việc Nga được cho là giành quyền kiểm soát làng Levadne, ông Volosin cho biết tình hình đang thay đổi nhanh chóng và mỗi bên đều có thể giành lại thế chủ động. Ngày 14 tháng 10, Bộ phận truyền thông không quân của Kiev xác nhận rằng người Nga đã không tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái xa hét vào đêm 13, 14 tháng 10. Yuri Inat, quyền trưởng phòng truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân cho biết, đây là lần đầu tiên trong 48 ngày qua không có bất kỳ cuộc tấn công nào của máy bay không người lái xa vào ban đêm. Trong khi đó, không quân không bình luận về nguyên nhân có thể khiến người Nga đột nhiên im lặng. Đầu tháng 10, ông Inat cho biết lực lượng chiếm đóng của Nga ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái, loại không xác định. Chúng thường bị hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine chặn lại và rơi xuống đất mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Trong một diễn biến đáng chú ý, việc Nga tiến vào thành phố chiến lược Pokrovsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng có thể làm tê liệt phần còn lại của ngành công nghiệp thép Ukraine. Theo tờ The Economist, là một nút giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng, thành phố Pokrovsk ở Donbass đóng vai trò là trung tâm tiếp tế và tăng viện quan trọng cho quân đội tiền tuyến của Ukraine. Tuy nhiên có một yếu tố khác làm tăng thêm tầm quan trọng sống còn của khu vực này. Ở phía tây nam của thành phố này là mỏ Krasnoamayskaya Zapadnaya số 1, nơi có trữ lượng ước tính hơn 200 triệu tấn than. Lượng than này được sử dụng để nấu chảy quạng sắt, rất quan trọng để duy trì hoạt động cho ngành luyện kim của Ukraine. Tờ The Economist nhận định, quân đội Nga thậm chí không cần kiểm soát mỏ than để bóp nghẹt ngành công nghiệp thép còn lại của Ukraine. Vì chỉ cần cắt nguồn cung điện và pháo kích vào con đường chính được sử dụng để vận chuyển than về phía tây đến các nhà máy thép còn lại là đủ. Giới chuyên gia cũng nhận định việc mất mỏ than có thể giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế và ngành năng lượng của Ukraine, vốn đã bị suy yếu do cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm rưỡi với Nga. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev vừa đưa ra những cảnh báo đanh thép sau khi tướng Ba Lan đưa ra kịch bản tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tấn công tầm xa vào thành phố xanh petechua tuần trước Tự tổng tham mưu trưởng ba lan raimund andrzejczak tuyên bố moscow và các đồng minh sẽ tiến hành một cuộc tấn công tầm xa vào thành phố xanh petechua của nga nếu moscow tấn công bất cứ quốc gia nato nào giáp với nga đáp lại tuyên bố của tướng về hưu ba lan ông medvedev đã nhắc lại các cuộc phân chia lịch sử của ba lan vào thế kỷ 18 và 19 nhấn mạnh rằng quốc gia này đã từng là một phần của nga Ông Medvedev tuyên bố, ông ấy nên nhớ lại nhiều lần phân chia Ba Lan và để yên cho những con thú đang ngủ. Váksava từng là một phần của đế chế Nga, ông còn nhớ hay không? Phát biểu tại Hội nghị bảo vệ Baltic ở Litva, cựu Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Raimund Andrzejczak cảnh báo chiến thắng của Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với tình hình an ninh khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đặc biệt là với những quốc gia có chung biên giới với Nga. Ông Andrzejczak cho rằng, Nga nên bị giăn đe để không thực hiện một cuộc tấn công tiềm tàng. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, lực lượng Nga đã nối lại các hoạt động tấn công tại một khu vực vốn yên tĩnh của mặt trận gần làng Kamiansk ở phía tây tỉnh Zaporizhia, phía nam Stefanovsk. Tuy nhiên, những nỗ lực này bị hạn chế, chỉ mang lại một số thành công chiến thuật nhỏ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định đây dường như không phải là một phần của nỗ lực tấn công tác chiến quy mô lớn cũng không phải là kết quả của bước đột phá đột ngột. Có khả năng lực lượng Nga đang khuấy động tình hình ở phía Nam để chuyển hướng sự chú ý của Ukraine khỏi các hoạt động tấn công chính của Nga ở Donetsk, từ đó giúp kìm chân quân đội Ukraine dọc theo mặt trận phía Nam và ngăn họ tái triển khai để hỗ trợ phòng thủ ở Donetsk. Quân đội Nga mới đây cho biết đang tăng cường phản công để giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng Ukraine chiếm đóng tại vùng biên Kursk sau thời gian ngắn triển khai đột kích xuyên biên giới và tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8, Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ của đối phương. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công Kursk được cho là khiến quân đội Ukraine buộc phải giàn trải lực lượng quá mức, trong khi các lực lượng Nga vẫn từng bước giành được ưu thế ở khu vực Donetsk của Ukraine. Theo bản cập nhật mới nhất vào hôm 11 tháng 10 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, dường như các lực lượng Nga đã tiến vào các điểm quan trọng mà quân đội Ukraine đang chiếm đóng ở Kursk và gần như hoàn toàn xóa sổ những điểm có quy mô nhỏ hơn mà binh sĩ Ukraine kiểm soát ở quận Kluskovsky. Các blogger quân sự Nga cho biết, quân đội nước này đã bao vây lực lượng Ukraine tại các làng Libyomka và Tostiluk, Song Viện Nghiên cứu Chiến tranh thừa nhận họ không thể xác nhận những tuyên bố này hoặc báo cáo về các cuộc tấn công cơ giới quy mô tiểu đoàn mà Nga triển khai trong khu vực, cũng như các lực lượng Moscow đã giành lại được khu định cư nào hay chưa. Trong khi đó, ông Andrei Kovalenko tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng Moscow giành được ưu thế ở Kursk. Theo ông, kế hoạch của Nga tại Kursk đã bị cản trở và các lực lượng Moscow đang phải chịu tổn thất đáng kể về thiết bị. Tuy nhiên, bản đồ mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho thấy Nga đã tiến về phía nam và phía tây thị trấn Veseloe, cũng như phía bắc Lyubimovka trong hai ngày, mùng 10-11 tháng 10. Cũng trong ngày 11 tháng 10, cơ quan tình báo nguồn mở của Ukraine, Dispatch, cho biết tình hình ở Kursk vẫn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát và các lực lượng Kiev đang tiến hành nỗ lực ổn định, song chưa thể giành lại quyền kiểm soát những thứ đã mất. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự Siak, tướng Andor Sando mới đây cho biết, sau chiến thắng ở Ukraine, Nga sẽ đưa ra các điều khoản hòa bình. Tướng Andor Sando nhận định, từ lâu tôi thấy kỳ lạ khi ông Zelensky và phương Tây đang cho rằng chính Ukraine sẽ quyết định các điều kiện của thế giới. Bạn đã bao giờ thấy bên thua cuộc đưa ra các điều khoản chưa? Ông ấy sẽ ra lệnh cho người chiến thắng. Và thật không may, đây là Nga. Chúng ta đừng tự lừa dối mình sẽ là người đưa ra các điều kiện. Theo tướng Sandor, phương Tây từ lâu đã tự lừa dối mình rằng Kiev có thể đạt được bất kỳ chiến thắng nào trong cuộc xung đột với Nga. Ngày 14 tháng 10, Kiev tuyên bố lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự TU-134 tại một sân bay quân sự ở vùng Orenburg, dạng sáng 13 tháng 10, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.000 km. Trên phương tiện truyền thông xã hội, cơ quan này còn nêu rõ, những chiếc máy bay do Liên Xô chế tạo chủ yếu được sử dụng để chở lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga Cơ quan này đã đăng tải đoạn phim về những gì Ukraine cho là một cuộc tấn công đột phá, cho thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong một chiếc máy bay, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công này. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Moscow ngày 13 tháng 10 cho biết, lực lượng trung tâm của nước này đã chiếm được làng Mikhailivka ở Donetsk, Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga có thể đang ám chỉ đến ngôi làng ngay phía đông Selidove, phía đông nam của trung tâm chiến lược Pokrovsk do Ukraine nắm giữ, nơi Moscow đang tập trung nỗ lực. Trong bản cập nhật được công bố lúc 4 giờ chiều, theo giờ địa phương, Bộ Tổng tham mưu Ukraine không nhắc đến tên Mikhail Livka, nhưng cho biết lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực chính gần Selidove, nơi đã diễn ra 12 trận chiến cho đến nay. Blog theo dõi chiến tranh nổi tiếng của Ukraine, Deep State, cho thấy phần lớn Mikhail Livka nằm dưới sự kiểm soát của Nga tính đến ngày 13 tháng 10. Hơn hai năm rưỡi sau cuộc chiến toàn diện, Moscow vẫn tiếp tục gây áp lực lên các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông. Kiev liên tục báo cáo rằng giao tranh ác liệt nhất diễn ra dọc theo các phần của tuyến đầu chạy qua Donetsk cùng với vùng lân cận Lugansk, tạo nên vùng trung tâm công nghiệp được gọi là Donbass. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 10 cho biết hàng không và pháo binh Nga đã tấn công các điểm tập trung quân và thiết bị của 13 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Thông báo nêu rõ, các cuộc tấn công của hàng không và pháo binh của quân đội đã đánh bại sự tập trung nhân lực và thiết bị của các trung đoàn cơ giới 22, 41, 47 và 61, xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công trên không 80, 82 và 95, lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn 112, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thứ 116 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng hàng không và tên lửa của Liên bang Nga đã tấn công các khu vực tập trung ở vùng Sumy và lực lượng dự bị của 10 lữ đoàn Ukraine tại 17 khu định cư ở vùng Sumy. Tờ Bin đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức dẫn một số nguồn tin rằng Kiev sẽ không thể tiến hành phản công trong thời gian tới. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Đức không tin Ukraine sẽ sớm có thể thực hiện phản công, cho biết thêm rằng quân đội Đức sẽ không tiếp tục cung cấp vật tư hạng nặng cho Ukraine. Trích dẫn một tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức, tờ báo khẳng định việc chuyển giao đã hoàn tất, do đó Berlin sẽ không cung cấp thêm xe tăng Leopard 2 cho Kiev, mặc dù lực lượng vũ trang Đức vẫn có khoảng 300 xe tăng chiến đấu chủ lực loại này trong kho. Theo báo cáo, quyết định tương tự cũng được áp dụng với xe chiến đấu bộ binh và lựu pháo tăng. Cũng theo tờ Bin, Berlin đã phớt lờ hai yêu cầu chính mà tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất trong chuyến công du châu Âu vừa qua theo kế hoạch chiến thắng của ông. Hai yêu cầu này bao gồm bật đèn xanh cho các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, yêu cầu phải có tên lửa Taurus của Đức cùng một số yêu cầu khác và đẩy nhanh tư cách thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho Ukraine. Tờ Bin cho biết Thủ tướng nước Olaf không đưa ra câu trả lời không dứt khoát nhưng cũng không có câu trả lời tích cực nào. Hơn nữa việc ông Sol nhắc về khoản viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ đã cam kết cho Ukraine tại một cuộc họp báo với ông Zelensky chỉ là lời nói suông. Đức là nhà cung cấp quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ vào thời điểm hiện tại. Quốc gia này đã phân bổ kinh phí để hỗ trợ quân sự cho Kiev và cam kết chi trả cho các khoản chi phí trong tương lai lên tới khoảng 28 tỷ euro. Tuy nhiên so với năm nay, theo dự thảo ngân sách, Đức sẽ giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2025. Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xung đột Ukraine biến thành một cuộc chiến tranh nóng với NATO nếu khối này cho phép Kiev sử dụng các hệ thống tầm xa để tấn công Nga. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 2 năm rưỡi mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hôm 12 tháng 10, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã phát động các cuộc tấn công trên diện rộng vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Trang tin Bruxelles Sino eu mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu tuyên bố rằng kế hoạch hội nhập Ukraine vào EU hiện không bao gồm khu vực của nước này hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Phát biểu trong một sự kiện của Ủy ban các khu vực CR, Moray Gillen, người đứng đầu đơn vị hợp tác liên khu vực và xuyên quốc gia của Ủy ban châu Âu, xác nhận rằng quá trình hội nhập này sẽ tập trung vào các khu vực do Kiev kiểm soát. Ông Gillen nêu rõ quá trình hội nhập của Ukraine vẫn tiếp tục tập trung vào cấp độ khu vực, không bao gồm các khu vực do Nga kiểm soát vào thời điểm hiện tại. Điều này có nghĩa là các khu vực như Donetsk và Lugansk sẽ không được xem xét cho việc hội nhập vào EU cho đến khi chúng trở lại dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine. Mặc dù vậy, ông Gillen cũng cho biết EU hy vọng sẽ áp dụng các quy trình tương tự cho những khu vực trên sau khi chúng được Ukraine giành lại quyền kiểm soát, tức là sẽ có những bước đi nhằm chuẩn bị cho sự hội nhập trong tương lai. Mặc dù Ukraine hiện chưa phải là thành viên của EU hay NATO, Bruxelles đã làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều năm để phát triển các khu vực trọng điểm cho sự hội nhập vào EU trong tương lai. Tuy nhiên, bất chấp những tiến triển trong việc hội nhập, vẫn còn tồn tại những nghi ngại ở một số khu vực của Ukraine về quá trình gia nhập EU. Một số quốc gia chẳng hạn như Bulgaria lo ngại rằng sự mở rộng này có thể tạo ra những áp lực tài chính lớn lên ngân sách quốc gia. Ba Lan cũng tỏ ra lo ngại vì họ cho rằng có thể xảy ra xung đột lợi ích giữa Ukraine và nước này đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Hãng tin TASS ngày 13 tháng 10 dẫn lời một đại diện cơ quan chức năng Nga cho biết, các nhà điều tra đã truy tố ông Vasily Maliuk, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SBU, về hành vi tổ chức hành động khủng bố nhắm vào cầu Crimea vào mùa hè năm 2023. Nguồn tin của TASS khẳng định các nhà điều tra Nga có đủ chứng cứ để chứng minh sự liên quan của ông Maliuk với cáo buộc nói trên, lãnh đạo SBU đối diện bản án tù trung thân nếu bị bắt giữ và bị tuyên có tội. Hồi tháng 3, Nga đã ra lệnh bắt giữ ông Maliuk liên quan đến cuộc điều tra nổ cầu Crimea năm 2022. Cơ quan an ninh liên bang FSB của Nga cũng cho biết ông Kirido Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong vụ việc. Phía Ukraine ban đầu không thừa nhận sự liên quan, nhưng sau đó nhận trách nhiệm. Kiev cho rằng đây là mục tiêu chính thức được moscow sử dụng cho việc tiếp tế cho lực lượng tại crimea và miền nam ukraine nga cho biết cầu crimea chỉ còn được sử dụng cho mục đích dân sự